Trời hôm nay đang mưa các bạn. Trời đặc mưa với cả lạnh nhá. Đây các bạn nha, tôi thấy một cái địa điểm này có thể là khá là hợp lý để mà dựng một cái lều tạm đấy các bạn nha. Bây giờ là phải lên lấy chặt vài cây nứa các bạn để tiến nấu cơm, làm cơm với lại làm thức ăn. Lấy về chẻ lạt làm buộc lán nha các bạn nha. Đây là tôi sẽ nướng cái thịt sấy khô này bằng cái gắp này nha các bạn nha. Đây là thịt trâu nha các bạn nha, trâu sấy khô. Tôi đã tẩm ướp đủ hết gia vị rồi. Tí thì nướng lên mình sẽ ăn thôi. Đây nha các bạn nha. Đây là thịt trâu sấy khô nướng nha, để nướng các bạn nha.
Bây giờ là 1 giờ 53 phút các bạn ạ. Và bữa cơm của tôi bây giờ mới được hoàn thành này. Tôi cũng khá là đói rồi các bạn ạ. Đây giới thiệu các bạn, đây là cơm lam nha các bạn nha. Hơi cháy một chút nhưng không sao. Đây là cà phê này các bạn này. Đấy cà phê nha, cà phê đấy nha các bạn nha. Còn đây là chuối nha các bạn nha, chuối rừng nha. Mời mọi người thưởng thức với tôi nha. Thử một miếng chuối rừng này. Đây này. Cái mới khô các bạn. Đây nha. Rất ngon các bạn. Tầm này thì ăn gì cũng ngon nhưng mà như này là quá tuyệt vời rồi. Đây cơm lam nha các bạn nha. Đây nào. Hơi cháy mà như thế này là vừa các bạn. Hôm nay thì ăn cơm nhắm cà phê các bạn. Vì hôm nay thì tôi không mang rượu với lại bia vào đây. Tôi thì nhắm thịt sấy khô với cà phê nha các bạn nha. Đây là thịt sấy khô nha. Đấy. Đây các bạn nha, đây là thịt nướng nha. Cơm rất ngon lắm bạn. Thịt nướng này vừa mềm vừa dai vừa thơm. Hôm trước tôi có bóp mắm muối mình chính là vừa rồi, cả hạt bắc sẻn với lại hạt dổi, tức là rất là vừa miệng các bạn. Đây người nha, ăn thịt nướng nha. Bây giờ trời thì đã nắng lên rồi các bạn. Thì tôi ăn cơm xong một lát nó khoảng tầm 3-4 giờ chiều ấy, thì tôi sẽ đi
thì thả lưới nha các bạn nhé. Thì ngâm lưới để mai sáng mai mới lấy các bạn.